Tại trên cái rung nè. Ghê mà nó không cả nhà. Lấy vòng nó vừa. Rồi Điệp xin gửi lời chào cô dì chú bác anh chị các bạn nha, và fan của Điệp nha. Hôm nay Điệp sẵn chớn Điệp đi lấy mật ong gừng, mà Điệp sẵn chớn giao ba cái chấm lương đi luôn nha cô chú. Thì Điệp nói với cả nhà thì sáng nãy giờ Điệp ngồi mấy tiếng đồng hồ rồi, thì Điệp nhận cũng nhiều comment tại vì mua đôi giày móng á, thì đôi giày này cái móng này nó dài lắm, nó dài lên tới ở trên này nè cả nhà ơi. Điệp cắt bớt rồi Điệp mài nữa là cho nó nhỏ đi lại đặng mà dễ leo cho nó đừng ấy. Thì cũng nhận có cảm ơn các anh đó, ảnh cũng phản hồi và ảnh kêu cắt nha. Rồi Điệp đặt cảm ơn anh đó, rồi đôi giày móng của Điệp. Rồi cái này thì dây an toàn nè nghe cả nhà, Điệp mới mua cũng 170.000 dây an toàn. Rồi mấy cái cọng dây này là cọng dây nếu mà cái nhánh nhỏ quá thì Điệp gánh lên. Thì Điệp nhận một cuộc điện thoại của các anh nào cách nhà Điệp mười mấy cây số, thì ảnh chỉ nói là trên cái cây gòn ở đó đó, mà Điệp chưa có nhìn được cây gòn ra sao, nó tổ ong nó lớn lắm mà Điệp chưa đến. Thì sẵn Điệp giao qua cái chấm lương này nè, rồi Điệp đi đến đó luôn, rồi Điệp coi tổ ong làm sao. Thì cô chú nào có nhu cầu mà mua mà chấm lương này nè, thì số điện thoại của Điệp để dưới bình luận nha. Thì số điện thoại của Điệp là 0908 765 334. Thì có nhu cầu mua chấm lương hay là mặt ong gừng hay là mỡ chăn thì giờ dưới video của Điệp á, tại vì Điệp không để ở trên màn hình nữa, nó mắc cái thẩm mỹ đó. Rồi nhu cầu có mua hôm này á là hôm tre, rồi túi lưới cho lương túi lưới giữa, túi lưới cho lương thở đều có hết nè. Điệp đang đi giao một số này và một số chấm lương mỡ chăn nữa đó. Nó nói chung là nó nhiều đấy, đây nè cả nhà, mỡ chăn này nha, mỡ chăn thì nguyên một canh tự nha đó, nguyên một canh bự. Thì cô chú nào có nhu cầu mà mua mở chăn thì liên hệ với Điệp qua số điện thoại nha. Thì bây giờ bắt đầu Điệp mời cả nhà cùng trải nghiệm với Điệp đi giao qua cái chấm lương, rồi xong xuôi hết trơn rồi đầu Điệp mấy có đi coi cái tổ ong đó sao đi nha cả nhà. Thôi Điệp up video cả nhà ơi. Điệp gửi ở Việt Thay Bót nha cả nhà. Này ba cái chấm lương gửi ở Việt Thay Bót. Điện này gì tổ ong kìa. Đây kìa, cả nhà thấy không? Tổ ong lớn dữ lắm. Đó, thấy không? Cục đen thù lùi kìa, lớn dữ lắm nha. Đó. Rồi đóng nhánh gọn, hơi xa ra ngoài, tổ ong cứ bằng hết hồn dung rồi. Thôi có gì đó giờ Điệp về, rồi cái gì ngày mai cái gì đó giấc sáng ngày mai hay là trưa mai chiều mai gì đó, Điệp ra Điệp bắt Điệp quay cho cả nhà xem nha. Thì up video nghe cả nhà ơi, hôm qua trời tối quá trời cả nhà ơi, nên Điệp lấy không có được đó nghe cả nhà. Giờ Điệp đem theo nước uống rồi cái này dày đến nó coi cây gòn thử coi mang dày móng được thì Điệp mang, còn mang không được thì Điệp leo nghe cả nhà. Thì ở đây là nhà của Điệp ở đây nè nghe cô chú anh chị đó, thì cái bảng của Điệp treo ở đây nè đó. Điệp bán lương chuột gắn đồ đó, với ở bên đây thì Điệp bán mặt ong gừng nguyên chắc nha. Bây giờ mặt trời nó hơi chá đi nha cả nhà. Rồi giờ cùng đồng hành với Điệp đi thôi cả nhà ơi, Điệp up video nghe cả nhà ơi. Điệp tới rồi nè, cây gòn này mặt trời nó hơi chá cả nhà. Mặt trời chá đây nè, đó đầu mặt cũng bự nha cả nhà, đó tôi ở đó đen đen mấy cái đó cả nhà,
Ù cái nhánh nhỏ quá trời, nhánh nhỏ cả nhà ơi. Ù nhánh gòn là nhỏ quá, sao ra được nó được ta. Thôi mạo hiểm tí xíu nha cả nhà, ra ngoài khoảng chừng 3 mét ngoài á. Thôi Điệp up video đi, hồi Điệp lên này chuẩn bị cho cả nhà xem nha. Rồi Điệp xin chào cả nhà nha, anh em nha. Giờ Điệp lên bắt nè, đây đi với anh Út nha. Đó, anh Út cười cười đó. Rồi giờ lên nha, đi nha cả nhà ơi. Giờ lên đây Điệp hồi lâu tí xíu, hồi mạo hiểm nha cả nhà. Cái gòn này cũng hơi khó leo nè. Nhánh ở ngoài nhỏ quá. Ở đâu mà hên dữ à, ở da tóc người ta. Ừ, dính vô tay rồi, nguyên cây dầm luôn. Quá leo quá. Còn bộ mặt gì lắm nha cả nhà. Mệt trời. Trông cho nó đừng xuống. Kế bên này cả nhà. Đất xuống rồi. Xuống rồi cả nhà. Dầu sôi lửa bỏng. Ôi ơi. Đốt cái kia nó không cháy rồi, cái cạc cả nhà ơi. Trời trời. Chơi cái khác liền cả nhà ơi. Ây da. Cái gòn này hơi nhỏ quá à. Kiếm gì vậy? Đâu rồi? Đố ông nằm ở đâu rồi? Phải đóng nhánh bự này đỡ biết mấy. Đóng nhánh gì đâu. Bây giờ kế bên ông nội ơi. Ủa. Kế bên cả nhà ơi. Tụi ông nó dài 1 mét mấy, gần 2 mét à. Ê ơi. Bự gì thấy ghê hả cả nhà. Nè. Quá trời luôn rồi. Ông nội mẹ ơi, cái tụi ông. Điệp lột nó đi ra nha cả nhà. Ê. Không gì đâu mà nó bự thấy ghê. Đang tới đây nó mệt anh nhờ cái nè hết biết không. Ồ tôi không có đầu mặt ngoài bự quá, nhánh gòn này nó nhỏ quá cả nhà ơi, biết sao mà leo. Bây giờ mệt trời đó cả nhà ơi, con hết biết không, tôm khủng quá cả nhà. Thôi Điệp lên cả nhà ơi, lên xử lý mới được nè. Cái nhánh ở trong cái thân cây này nha anh em, từ đây dài qua đó có khoảng chừng 3 mét mấy, gần 4 mét, hơn 4 mét dài lắm. Ây da, mệt quá. Ở miền Tây này mà kiếm cái tổ ong như gì đây là hơi bộ hơi khó nha cả nhà. Tổ ong này tổ ong khủng nha, tháng này nó quýnh dữ lắm, trông cho nó đừng quýnh. Ông với bà không sao mà không quýnh được. Mệt. Linh nhẹ nhẹ. Thì gọi mới cháy không nữa nè. Quá trời cục mặt rồi cả nhà ơi. Nhánh nhỏ quá trời nhỏ rồi cả nhà ơi. Dữ lắm cái nhánh gọn nhỏ.
thấy mệt trời. Dạ thông cảm nha, đây lên lên cái cây nhánh nhỏ nha, nó hơi mạo hiểm nha. Anh đẹp ha. Nó ấy một tí xíu nha, cháy quá cháy rồi. Cái gì trên đầu đẹp cốp cốp cho này ta. Còn này nhỏ quá cả nhà ơi. Những con này ghê quá cả nhà ơi. Quá gió rồi cả nhà ơi. Gió quá rồi. Quá gió rồi, đúng rồi. Này cái sáp nó đeo nặng lắm nha anh em, chắc bịt gọc sáp quá. Mặt quá trời mặt luôn rồi. Quê quê quá. Tôm lớn quá cả nhà. Em không có lọc nó ra quay bộ mặt cho anh em xem được nha. Tắt khói luôn rồi. Đúng trời. Cũng cũng không rồi trời. Cái cọng dây này cũng cũng như không mà cả nhà ơi. Đúng là nó coi. Thịt ra nghe cả nhà ơi. Ghê quá. Thịt nằm luôn. Quá trời nhiều con. Quá trời cái đầu mặt rồi. Lốc ui. Mệt biết rồi. Mệt quýnh ghê quá trời ơi. Trời ơi. Cháy luôn rồi. Trời ơi. Gọi bụng gì đâu á. Cắt nhanh xuống cả nhà ơi. Quá trời quýnh rồi. Rồi nó hết cháy đi luôn rồi. Tức mình á. Ủa dạ. Hồi lụm cái này giùm em nè anh Út ơi. Quá trời rồi cả nhà ơi. Mặt nè. Chúng ta thì không quay được nha cả nhà. Tại vì nó dữ quá. Phải dạ. Mẹ xuống cả nhà ơi. Còn ghê quá. Trời anh Út ơi. Quá trời cái tạp rồi cả nhà ơi. Lắm mắt khủng rồi. Chạy tèo luôn anh Út ơi. Ui da nó quýnh. Gió. Quá trời. Quýnh quá trời ta. Ba chùi quýnh chân rồi. Xuống cả nhà ơi. Trời ơi.
trơn này, cấm hết trơn đó cả nhà. Cái này mối luôn. Quá trời quýnh anh nóc quá. Bây giờ ta xin một xíu cho anh trời. Kiếm dao cả nhà. Bây giờ mới thấy xuống đây nè. Thì cũng gan quá. Thấy dao xuống một thống xuống. Ngồi kiếm sao ra cả nhà. Rồi nóng quay thành quả cái nút quá. Quá trời rồi. Quýnh trời. Quýnh thì ghê luôn ạ. Tại chừng anh nóc thấy con dao chưa? Chân gì nó biếu chân à, hồi sinh cho coi. Quá trời cả nhà. Tại chân nó rung nè. Ghê mà ha, nó không cả nhà. Lấy vòng nó vừa sợ nhánh cây nó gãy nữa, mà vừa bị ong quýnh nữa. Trời luôn rồi. Thôi bỏ đi anh Út, hồi kiếm sao à, anh Út. Đông kiếm dao. Thôi lại đây anh Út ơi, quá trời rồi. Em giờ không quẹt hơi chân à. Yếu chân à. Cho khói lại đây Út rồi. Cái gọi em chảnh xong là nó không bị cháy, em tức quá. Ây da. Mấy lít anh Út ơi. Anh Út xử lý mẹ em đây. Để cục cái gọi đó đi. Ây da. Quá phê à. Quá cũng được. Hả? Hình quá vậy là ngon rồi. Quá trời Nút à, tay chân em vừa dở hồng không lên luôn chắc. Đứt quay nè trời. Giờ nó mai nè, đứt quay luôn. Nó nặng đó nghe cả nhà. Rớt cục cái cục mặt luôn, đứt quay luôn nè. Ghê ra Nút, dây này mà đứt đi luôn anh Nút. Ừ. Biết sao ta, sao nó đứt này mà đứt này ta? Quá chắc. Hả? Quá thì chắc rồi, nó đứt luôn. Cho nên nặng ông nè. Rồi sao mà bỏ qua cái bọc này anh Nút, Nút lấy bỏ qua cái bọc này nha nè. Quá trời luôn anh Nút à. Trời ơi trời lên chảnh anh biết không, nó vừa đứt quay bọc luôn. Cái bọc bị đứt quay nó nặng quá. Đứt cơ. Thấy không? Trời nho mà. Khoan. Nè cả nhà. Ôi da, quýnh nè. Hết hồn không cả nhà ơi. Hồi xuống đây chỉnh sao cả nhà ơi, cái tầm nó bu em không à Nút. À Nút tình thương mến thương nè. Quá trời luôn rồi cả nhà ơi. Ghê không? Bỏ đây luôn anh Nút ơi, mình giọt anh Nút ơi. Kiếm giá trời nặng à, cầm giá dài đứt ra Nút, Nút buộc lại em nha. Bây giờ quá trời Nút ơi, em túm cái này mới được. Quá mệt rồi cả nhà, dây mà nó đứt cây quai luôn, ghê thiệt. Con dao đó bỏ hổm em cắt ở dưới rừng U Minh á, cục mặt chà bá. Giờ tới con dao này. Không, con dao đó mà em dục đi xuống đất cái nãy á. Biết giờ biết nằm ở ẩn nào à. Thôi giờ Điệp cũng xin gửi lời chúc đến cô dì chú bác á. Anh chị cho mọi miền đất nước xem biết tôi Điệp luôn vui vẻ hạnh phúc yêu thương nha. Em thích Điệp thì để lần like nha. Rồi Điệp thành thật cảm ơn cô dì chú bác anh chị rất nhiều nha. Chứ giờ cái gòn này nó cũng cao nè, mà cái nhánh nó nằm biệt nghị tụi ông ở ngoài đó nên họ cũng hơi khó lấy nha cả nhà.
Đó, giờ Điệp úp video kiếm dao cà cả nhà ơi. Điệp bye bye cà cả nhà nha.